Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Hữu Phong. Hiện tại, mình đang học khoa học xã hội tại trường đại học Waseda, một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng tại Nhật Bản. Đồng thời thì mình cũng có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại MPK Joku, do đó mà mình rất hiểu những vướng mắc khó khăn học viên gặp phải trong quá trình học tập. Đến với khóa học xã hội tổng hợp hay là Sogo Kamoku, các bạn không chỉ nắm rõ kiến thức về kinh tế, chính trị, đồng thời còn lượn ngược dòng quá khứ để nắm rõ về xã hội qua từng thời kỳ lịch sử. Bởi vậy mà các bạn có thể lý giải xã hội hiện tại một cách dễ dàng hơn. Mình rất mong được gặp lại các bạn trong khóa học sắp tới.